Xin chào anh em, chào mừng anh em đến với mục soi kèo bóng đá hôm nay. Soi kèo U23 Việt Nam với U23 Malaysia 20 giờ ngày 8 tháng 6 năm 2022, vòng chung kết U23 châu Á. U23 Việt Nam vừa làm nên lịch sử ở lượt trận thứ 2 vòng bảng U23 châu Á khi có lần đầu tiên cầm hòa được U23 Hàn Quốc trong một trận đấu chính thức. Không những vậy, một điểm quý giá trước nhà đương kim vô địch đã mở toang cánh cửa vào tứ kết cho đoàn quân của huấn luyện viên Gong Okyun. Để đạt được mục tiêu, U23 Việt Nam cần phải đánh bại U23 Malaysia ở lượt đấu cuối. Sau 2 trận toàn thua, U23 Malaysia đã chính thức bị loại. Về cơ bản, cuộc đụng độ U23 Việt Nam chỉ còn mang tính chất thủ tục đối với Bầy Hổ. Tất nhiên, U23 Malaysia không hề muốn rời giải cùng hai bàn tay trắng và rất quyết tâm cản đường U23 Việt Nam. Còn nhớ tại bán kết SEA Games 31, U23 Malaysia đã gây ra không ít khó khăn cho U23 Việt Nam và chỉ chịu thua với tỷ số tối thiểu 1-0. Thế nhưng trong lần tái đấu sắp tới, nhiều khả năng U23 Malaysia sẽ phải hứng chịu thất bại nặng nề hơn. Về lý thuyết, thật khó để nói rằng U23 Việt Nam lúc này mạnh hơn U23 Việt Nam có sự góp mặt của 3 gương mặt trên 23 tuổi. Thế nhưng, U23 Việt Nam dưới bàn tay của huấn luyện viên Gong Okyun rõ ràng đã trở nên hoàn thiện hơn. Chẳng những vẫn giữ được sự chắc chắn thường thấy trong khâu phòng ngự ở triều đại của huấn luyện viên Park Hang-seo, U23 Việt Nam còn nâng cao và đa dạng được những mảng miếng tấn công. Trong trận ra quân, binh đoàn rồng vàng liên tục khiến U23 Thái Lan phải vất vả bám đuổi. Ở lượt trận thứ 2, tâm lý vững vàng cùng với sự kiên định đã giúp Nhâm Mạnh Dũng cùng các đồng đội giành được một điểm xứng đáng trước U23 Hàn Quốc. Nếu như U23 Việt Nam càng chơi càng hay thì sức mạnh thật sự của U23 Malaysia đã bị phơi bày hoàn toàn sau hai thất bại tan nát trước U23 Hàn Quốc và U23 Thái Lan. Với hàng thủ Hờ Hanh đã phải nhận đến 7 bàn thua, sẽ chẳng ngạc nhiên nếu U23 Malaysia thua đậm U23 Việt Nam. Tuy nhiên, lối chơi phòng ngự của U23 Malaysia khá khó chịu và sẽ gây khó khăn cho hàng công của U23 Việt Nam. Với kèo châu Á U23 chấp 1.25 khá cao, anh em nên cân nhắc kèo dưới. Chốt kèo châu Á, U23 Malaysia được chấp 1.25 full time. Tại SEA Games 31, U23 Malaysia đã khởi đầu mỹ mãn khi giành trọn 6 điểm ở hai lượt trận đầu tiên. Thế nhưng càng về sau, U23 Malaysia càng lộ rõ những sự hạn chế, đặc biệt là trong khâu phòng ngự để rồi hoàn toàn hiện nguyên hình khi ra tới một sân chơi mang tầm cỡ châu lục. Trái lại, U23 Việt Nam với danh nghĩa nhà vô địch khu vực Đông Nam Á đã cho thấy được năng lực và bản lĩnh ấn tượng. Nhỉnh hơn U23 Malaysia cả về đẳng cấp, trình độ cũng như sự quyết tâm, 3 điểm khó thoát khỏi tay U23 Việt Nam. Chốt kèo châu Âu, U23 Việt Nam thắng. Khác với trận chiến một mất một còn ở bán kết SEA Games 31, cuộc tái đấu U23 Việt Nam sắp tới đơn giản chỉ mang ý nghĩa danh dự với U23 Malaysia. Đây là lý do để tin rằng U23 Malaysia sẽ không lựa chọn lối chơi phòng ngự tiêu cực mà sẽ chấp nhận thi đấu sòng phẳng với U23 Việt Nam như đã thể hiện trước U23 Thái Lan. Nhiều khả năng, 90 phút sắp tới sẽ diễn ra phóng khoáng. Với mục tiêu 3 điểm để giành vé vào tứ kết, khả năng cao U23 Việt Nam sẽ chơi tấn công toàn diện. Với kèo tài xỉu 2.5, anh em nên cân nhắc cửa tài. Chốt kèo tài xỉu 2.5 chọn tài full time. Chốt kèo, kèo châu Á, U23 Malaysia được chấp 2.5 full time. Kèo châu Âu, U23 Việt Nam thắng. Kèo tài xỉu 2.5 trái chọn tài full trận. Dự đoán tỷ số U23 Việt Nam 2 U23 Malaysia 1. Chúc các anh em may mắn. Like và subscribe để ủng hộ kênh, cũng như xem những video soi kèo bóng đá mới nhất nhé.